vị, cuối giờ chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành địa phương. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Hôm nay là ngày đầu tiên Đà Nẵng triển khai tiêm vaccine Verocell. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh biểu dương các cấp ngành địa phương đã triển khai tiêm vaccine theo đúng tiến độ và tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu rõ việc tiêm vaccine COVID-19 với quan điểm vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, 24 giờ qua, Đà Nẵng ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19 đều là F1 đã cách ly tập trung, không ghi nhận ca mắc cộng đồng. Còn 4 khu vực phong tỏa trên địa bàn thành phố, có 53 trên 56 phường xã không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Thành phố đã cho xuất viện 43 bệnh nhân khỏi COVID-19, không có trường hợp tử vong và đang điều trị cho 131 bệnh nhân. Hôm nay, ngành y tế đã triển khai tiêm vaccine Verocell hơn 20.000 liều. Các điểm tiêm đều an toàn. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận đánh giá cao các địa phương đã triển khai tốt chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, đề nghị ngành y tế và các địa phương tiếp tục triển khai tốt công tác tiêm chủng cho ngày mai và trong thời gian tới. Đặc biệt đề nghị các trung tâm xử lý xã phường cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các trường hợp vào thành phố. Đối với những người về từ miền Nam đi qua địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị số người từ miền Nam về đi qua địa bàn chúng ta thì vừa qua là công an, sở giao thông và các địa phương phối hợp rất là tốt. Chúng tôi thống nhất là công an chủ trì phối hợp với lại sở giao thông và các sở ngành, các kể cả sở tài chính. Thống nhất quan điểm là những người mà đi ngang qua thành phố chúng ta mà đi bộ thì chúng ta sẽ dùng ô tô chở họ ra khỏi địa bàn. Kinh phí thì sở giao thông tổng hợp và thành phố duyệt cái này chi phí. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành giáo dục khẩn trương xây dựng phương án cho học sinh đi học trở lại.